xin chào anh em nha. Anh em mà xuống Mỹ Tho Tiền Giang mà không biết nhậu ở đâu thì mình xin giới thiệu quán Dê Ngọc Minh này, rất nổi tiếng của Mỹ Tho Tiền Giang luôn nha. Xin mời anh em vào phía bên trong. Ở quán này người ta bán chuyên về đặc sản dê nha, đủ thứ hết nha, nào là dê quay, dê nướng, còn lẩu dê rất hấp dẫn luôn nha. Ở đây ngoài ăn món dê thì anh em phải uống thêm rượu sâm Ngọc Linh nó mới hợp nha. Xin mời anh em thưởng thức các món về dê.